Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một video để bắt đầu một series vlog audio để phát triển kênh YouTube của mình. Trong video này thì mình sẽ cùng các bạn bàn luận về một lá bài rất là nổi tiếng trong bất kỳ một format nào, đó là Maxi. Maxi thì là một hand trap. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì mặc dù nó đội lốt là một monster, có thể thấy ở đây là monster hệ Earth, Insect Effect, rồi là level 2, công 500, thuộc 200. Nhưng mà những cái đấy chúng ta thường là không bao giờ để ý cả. Ít khi để ý cái đấy mà chúng ta thường tập trung sử dụng effect của nó nhiều hơn. Trong bất kỳ video giới thiệu card nào thì mặc dù bạn đã biết hay là chưa biết về nó thì mình vẫn sẽ đọc effect của nó cho các bạn hiểu, bởi vì nó không bao giờ thừa cả. Ok, có thể ý card deck của Maxi. Trong bất kỳ lượt đi nào, bạn có thể send lá bài này từ trên tay xuống grave. Trong lượt đi này, mỗi lần đối thủ chơi đặc biệt một lần, chơi đặc biệt quái vật một lần thì bạn sẽ draw một lá bài. Và bạn chỉ thể sử dụng effect này một lần một turn. Đó là toàn bộ effect của Maxi. Vậy thì cách sử dụng Maxi như nào? Bạn cầm nó trên tay, và khi đối thủ bạn có thể dùng cho bất kỳ lúc nào. Đi cano xuống grave, và cứ mỗi lần đối thủ special summon một lần thì bạn lại draw một turn. Cách dùng rất là cơ bản đúng không? Cách dùng truyền thống của một hand trap là đi cast trên hand xuống. Vậy thì Maxi có tác dụng như thế nào? Và tại sao thì mình lại nói nó rất là hữu dụng trong mọi format? Các bạn có thể biết là Special Summon Master là cách nhanh nhất để người chơi có được Master trên bàn với một lợi thế cực kỳ cao. Bạn hãy Special Summon bao nhiêu lần tí, miễn là bạn có thể. Vì thế để một người chơi mà muốn tạo lợi thế chiến thắng cho mình thì việc Special Summon Master càng nhiều lần trong một turn cũng là một lợi thế nhất định giúp họ chiến thắng. Và đối với việc thì bạn sử dụng Maxi để chống lại cái lợi thế đấy của đối thủ, cứ mỗi lần họ special summon một lần thì bạn được draw một card, thì có một phần nào nó sẽ cản cái bước tiến của đối thủ nhiều hơn, đặc biệt là những deck combo. Deck combo, những deck cần rất nhiều combo thông qua special summon để bao siêu sẽ bị cản đường. Các bạn có thể tưởng tượng là khi mà mình có Maxi trên tay thì nó sẽ như thế nào. Đối thủ thì đang special summon rất là nhiều. Mình đi cast Maxi xuống, họ SS draw 1, draw 2, draw 3, rồi cứ SS nhiều lần vào. SS nhiều mình draw nhiều. Ok, cứ SS thế. Thế nhá, cứ draw nhá. Rồi ok, draw. Đấy, mình sẽ có rất là nhiều hand để đánh. Và như thế thì mặc dù đối thủ sẽ có lợi thế về cái fill mà họ spam ra, họ special summon nhiều lần, tuy chúng ta sẽ có lợi thế về hand cast. Và biết đâu trong số những hand card đấy chúng ta sẽ bóp được những hand trap khác, ví dụ như Effect VL chẳng hạn, hay là Go The Emissary Darkness, hay là Speedrun Menko, hay là bất kỳ lá bài nào khác như Battle Fader, rồi là Sweep Scarecrow. Nhìn chung là rất là nhiều trường hợp chúng ta có thể xảy ra khi mà bóp rất là nhiều hand như vậy. Nó sẽ giúp bạn có một lợi thế trong ngay thời điểm hiện tại, nếu bạn bóp lên hand trap, hoặc là nó sẽ giúp bạn có lợi thế vào turn sau khi bạn có rất là nhiều card trên hand để chơi. Vậy Maxi có tầm ảnh hưởng đến meta game như nào? Như mình nói lúc nãy thì việc special summon trong một turn là lợi thế rất là quan trọng. Vì thế rất nhiều deck meta, đặc biệt là các deck combo sử dụng lợi thế special summon đó để giành chiến thắng cho mình. Mình có thể kể tên cho các bạn rất nhiều deck combo mà đã từng là deck meta hoặc hiện tại là deck meta. Chờ chút nhé. Rồi năm ngoái thì chúng ta đang đối mặt với các deck như Sadon. Sadon là một deck combo meta, cũng rất là meta. Và thời điểm này là thời điểm nó đang rất là mạnh về build Sadon Performance. Các bạn có thể thấy Sadon Fusion là một spell giúp cho Sadon có thể special summon từ extra deck monster như Contract. Vì thế bạn đáp Maxi xuống là bạn sẽ auto cộng 1. Tiếp theo là Necrot. Necrot năm ngoái cũng là một meta rất là mạnh. Họ cứ áp một cái Necrot Mirror là bạn có thể vứt Maxi và có thể draw một khi mà họ summon được bất kỳ Necrot Master nào. Và hy vọng đó không phải là Chisula, vì Chisula thì bạn sẽ bị trừ một hand. Hay thậm chí là các Burning Abyss Master, chỉ cần một Burning Abyss Master sử dụng Effect Special Summon từ trên tay xuống khi mà họ không có Spell Trap ấy, bạn train Maxi vào thì họ sẽ summon được quái trên bàn, còn bạn thì draw một. Và họ sẽ phải suy nghĩ là có tiếp tục normal summon quái vật thứ hai hay là special nó để tích cực lại normal summon. Tuy nhiên thì người draw vẫn là bạn đúng không? Còn đây là bộ đôi dễ bị ăn Maxi nhất.
và cứ normal summon sử dụng effect thì là đam maxi xuống sẽ rất là khó chịu. Tour guide thì gọi có vật tử deck, Dipsy Diva thì cũng gọi có vật tử deck. Và việc gọi có vật tử deck của chúng thì sẽ giúp cho người chơi exit summon được và xin cho summon được. Tuy nhiên đối thủ đáp maxi xuống thì họ sẽ draw rất là nhiều nếu như bạn muốn tiếp tục combo. Đây là các deck meta trong format vừa rồi. Monarch, Burning Abyss, chúng ta có tên gọi mới là PK5 ấy, Cosmo và Pendulum. Các deck này đều sử dụng lượt Special Summon để tạo lợi thế. Như deck Monarch thì trận Normal Summon EDA sẽ kéo được Eidos và Eidos sẽ sử dụng Effect giúp bạn chịu Summon thêm một lượt. Grab thì, sorry không phải là Grab đâu, mà là các Burning Abyss Monster đều có khả năng Special Summon trên tay xuống nếu như bạn không biểu hiện Spell Trap. Và đồng thời thì họ có thể summon được Destroy bất kỳ lúc nào họ muốn. Còn Cosmo thì các bạn biết rồi, Cosmo sử dụng lá bài đó là MNC Teleport để tăng tốc độ, và tất cả các Cosmo Psychic Monster đều có effect tự bán ít chính mình để gọi Cosmo với level cao hơn từ trên này xuống. Thậm chí là các tàu chiến Cosmo đều có thể float để Special Summon quái vật Cosmo với level thấp hơn ở trong deck. Còn deck Pendulum thì các bạn biết rồi, Pendulum Summon cũng được coi là một lần Special Summon Master. Vì thế Maxi rất là có tác dụng trong bất kỳ meta game nào. Các bạn thấy đấy, cứ khi bạn đối đầu với bất kỳ một deck meta nào thì việc sử dụng Maxi cũng là một ưu thế nhất định cho bạn, giúp bạn draw được rất là nhiều card. Vậy thì chúng ta sẽ đến với vấn đề tiếp theo, đó là sử dụng Maxi như nào cho hiệu quả. Bạn sử dụng Maxi khi nào? Có phải là khi mà bạn đã biết trước là đối thủ của mình sẽ tiến hành Special Summon ít nhất là một lần không? Khi họ active bất kỳ một Spell Trap nào để Special Summon ngay lập tức như Cone, MNC Teleport, Orai Fusion hay là One for One. Hay là khi họ cắm cả hai skill vào Pendulum Zone cho khi fake up extra deck của họ thì toàn là những chủ bài như này. Mình không biết các bạn thế nào chứ mình dùng Maxi thì cứ mỗi lần mình phải chắc chắn là đối thủ sẽ Special Summon thì mình mới sử dụng Maxi. Bởi vì tại sao mình lại làm như thế? Bởi vì khi chúng ta cầm Maxi trên tay, có nghĩa là chúng ta đã gần như là chấp một card so với đối thủ rồi. Bạn opening với 5 card, trong đó có Maxi thì bạn sẽ chỉ chơi với 4 card thôi. Còn Maxi là một hand trap mà. Và việc mình đi cap Maxi xuống thì mình phải lại draw lại một card để lấy lại hoàn lại cái vị trí của Maxi đã. Tức là sẽ là 1 đổi 1, đúng không? Còn nếu như đối thủ cứ tiếp tục special nhiều lần thì mình lại sẽ lại draw thôi. Còn đối với mình trường hợp ngược lại, khi mà đối thủ của mình sử dụng Maxi thì mình sẽ lại rơi vào một tình thế đó là phải rất là cân não. Rất là cân não phải tính toán xem là mình có nên special summon lần nữa không nhỉ? Hay là mình end turn thì turn sau họ lại là lại thế cờ. Tức là gọi là Maxi challenger ấy. Bởi vì chúng ta special summon nhiều lần thì chúng ta sẽ có lợi thế về fill, còn họ sẽ có lợi thế về hand cap, mình nói lúc nãy rồi. Còn chúng ta end turn thì coi như là chả có chuyện gì xảy ra cả. Họ sẽ cũng có khả năng lật lại được thế cờ bằng những cái hand card còn lại của họ. Vậy bất lợi nào dành cho bạn khi bạn sử dụng Maxi? Có thể một bất lợi mình vừa đề cập đến đó là việc chấp một hand card rồi. Bất lợi thứ hai đó là bạn phải đối đầu với trường hợp đối thủ summon special summon khao tạo trên. Tiếp biểu là những effect monster như Black Luther Soldier Involve the Beginning summon thông qua việc banish một Light một Dark trong grave và không tạo trên, hay là Blue Eyes Alternative White Dragon summon thông qua việc reveal một Blue Eyes Monster từ trên hand để chọi đặc biệt từ trên tay xuống. Chúng đều summon không tạo trên. Hay đơn cử như việc đối thủ của bạn exit summon hay xin cho summon, bạn hoàn toàn không thể biết được lúc nào mà họ overlay hoặc là send quái vật xuống để xin cho summon, đúng không? Và bạn cũng không thể nắm bắt được thời điểm đó để sử dụng Maxi cả. Hay thực tế hơn một chút nhá, khi mà đối thủ cắm hai skill lên Pendulum Zone và mà bạn biết là họ chuẩn bị Pendulum Summon đúng không? Bạn đi cắm Maxi xuống để xem họ có combo gì không. Họ chỉ việc đơn giản là họ Special Summon toàn bộ các Monster từ trên hand và trong Extra Deck xuống, rồi để nguyên thế này thôi, họ không combo nữa thì bạn cũng chỉ được draw một thông qua Maxi và bù lại cái vị trí trên hand của nó, tức là 1 đổi 1. Còn họ thì có một bức tường phòng ngự, chả biết bạn đấm một đường gốc của họ trong turn sau được không. Và trường hợp tệ nhất mình từng gặp khi mà đánh một cái giải đấu
HNDA, đó là khi mà mình sử dụng Maxi để chờ vào, bởi vì mình tính là vào giải thì thường là sẽ gặp những deck meta game mà, nên là những deck đó thì sẽ special summon rất là nhiều và mình sẽ phải chơi Maxi ở trong bên deck. Thì lại đen ở chỗ là mình lại gặp những deck anti như deck Zoshenzhu, deck Clifford, deck Demise Stun. Nói chung là rất là nhiều deck không xếp vào summon nhưng mà vẫn anti được mình. Điểm yếu thứ ba mình đề cập đến đó là việc bạn có một cái hand với Maxi, nhưng mà cái hand đấy lại là trường hợp kiểu, các bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp này chưa? Hoặc là nó sẽ như thế này chẳng hạn. Hay thậm chí là bạn đi ca maxi nhưng đối thủ cứ bất chấp, đối thủ nhìn cái field của bạn chả có cái gì trên field để đỡ đòn cả, họ cứ bất chấp họ quay tay liên tục, như những deck như Mermail chẳng hạn, họ cứ ra những quái vật rất là công rất là to rồi quay tay rất là nhiều, bạn cứ bốc cả deck lên chả làm sao cả, xong họ cứ thế họ attack đấm hết điểm gốc của bạn trong luôn cái turn đấy, thì bạn có bốc đến cả deck lên thì cũng chả cứu được, dù để trong trường hợp bạn không có core hay là Spiroid Menko nhé. Một kiểu chơi nữa một số deck mình gặp đó là cho dù bạn có đi ca maxi thì họ sẽ tiếp tục combo quay tay rồi turbo các kiểu, họ không thể đánh hết điểm gốc của bạn được đâu. Tuy nhiên thì họ sẽ khiến bạn draw cả cái deck của bạn lên, và bạn sẽ chết trong draw phase của bạn. Đó là những bất lợi nhất định khi mà bạn sử dụng maxi. Tuy nhiên thì những bất lợi này sẽ xảy ra khá là ít thôi, tần suất của nó đối với bạn có thể sẽ rất là ít nếu như mà bạn biết sử dụng maxi một cách hợp lý. À, bình thường thì bạn thường sử dụng Maxi ở con số mấy trước khi nó bị semi limit nhỉ? Lúc mà có chúng ta có 3 Maxi ấy. À, mình thì mình chơi 2. À, bởi vì mình không muốn nó rơi vào cái trường hợp là mình bốc lên 2 Maxi. À,
Cũng có một số bạn đi chơi ba để đánh, bởi vì các bạn ấy gặp quá nhiều các mãi up đến với meta game mà các bạn ấy cảm thấy không có maxi thì không không đánh với họ được. Mình sẽ mời các bạn cùng theo dõi theo chân mình đi phỏng vấn một số member của HNDA về việc sử dụng maxi ở con số mấy nhé. Bạn dùng máy maxi Anh là đánh nào ạ? đánh nào cũng được, bạn thường dùng máy maxi? Thường dùng 3 nhưng giờ thì còn 2. Tức là bây giờ em là dùng 2. Vâng. Ok, thế còn em? Em là thiếu dùng. Không dùng maxi, vì sao? Căn bản lần này em dùng maxi thì cũng bị quay hết đấy. Cũng bị quay hết deck. Ok. Maxi của em. Ok. Chị anh biết biết là anh dùng deck burn rất là bài bản đúng không ạ? Anh dùng máy maxi trong deck của mình hả anh? Không bạn ạ. Deck burn không maxi ạ? À vâng, cảm ơn ạ. Chào bạn, bạn thường dùng máy maxi trong deck của mình? Hai. Hai maxi, thế trước có ba thì bạn chơi mấy? Chơi hai. Cũng chơi hai. Ok, rất giống mình, xin cảm ơn. Ok, xin chào bạn, bạn dùng máy maxi trong deck của mình? Mình dùng hai maxi. Thì bạn có những move nào có maxi để cứu bạn được không? Mình thấy lúc nào cầm maxi mình cũng rất là mạnh. Lúc nào om thường là giờ mình cầm maxi nó om kiểu gì cũng combo. Thế là combo là bạn bốc rất nhiều đúng không? Đúng, thường là con thứ ba hoặc con thứ bốn là VL. Thế hôm nay thì bạn có phát nào bốc được hai maxi không? Có. Thế là cuối cùng bạn có thắng không? Có, vì là con thứ hai mà maxi bốc lên là chính là con VL. Rất là tốt, cảm ơn bạn. Cho anh dùng mấy maxi hả anh? Anh dùng 4 nhá. 4 maxi. Anh có nghĩ là dùng 4 maxi anh sẽ bị loại khỏi giải không? Có, nhưng mà thôi mình vẫn đánh liều dùng vì Maxi nó mạnh quá. Thế thì anh đã dùng Maxi phát nào bị dead chưa? Có phải hôm nay anh vừa xếp Maxi xuống đúng không? thế bây giờ Konami đã xem Maxi thì anh chơi mấy? Mình vẫn là chơi 2 thôi. Chơi 2, không chơi 4 nữa à? Cảm ơn. Cho anh dùng mấy Maxi ở trong deck của mình? Maxi thì mình dùng không dùng bởi vì mình toàn cái tay phất tơn. Thế anh không dùng Maxi trong deck nào của anh ạ? Đúng. Có, ngày xưa có. Ngày xưa Bandit 3 mình toàn dùng 2 bởi vì lúc đó lại cầm lấy 3 con. Theo mình nói đến, đề cập đến trong video lần này, đó là vậy thì những deck nào có thể sử dụng Maxi trong bất kỳ một format? Như mình đã nói rồi, việc bạn có lợi thế từ Maxi là rất quan trọng. Vì thế bất kỳ deck nào có thể nói là lên đến 95% số lượng deck trong một format từ tier 2, tier 1 hoặc là tier cao hơn nữa đều có thể sử dụng maxi, bởi vì nó các deck này đều có khả năng đối đầu với các deck meta cao hơn mình hoặc ngang bằng mình, đúng không? Và maxi là một thành tố không thể thiếu trong bất kỳ một giải đấu nào. Có lẽ đây là một lý do mà trong clip vừa rồi Konami đã quyết định giảm maxi xuống còn 2, chỉ sử dụng 2 trong bất kỳ một deck, để có lẽ để giảm tỷ lệ draw lên được maxi của các duelist khi đánh meta game, đúng không? Mình dự đoán ý kiến về ý kiến cá nhân của mình như thế, còn các bạn thì đoán lý do vì sao maxi bị semi. Nó không ảnh hưởng đối với mình lắm bởi vì mình chỉ chơi 2 thôi mà. Semi thì mình vẫn chơi 2, thả 3 mình vẫn chơi 2, cũng không quan trọng. Mình rất ít khi dùng 3 maxi. Cũng có rất nhiều, mình lúc nói lúc nãy cũng có rất nhiều bạn sử dụng 3 maxi, thì mình nghĩ là việc từ việc từ chơi 3 maxi rồi giảm xuống chơi 2 thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến các bạn mấy. Và cuối cùng là vấn đề về giá cả, về bài rưu. Maxi thì được in lần đầu trong set Storm of Ragnarok khá lâu rồi. Nó in ở dạng suit rare, một hand trap khá nổi tiếng. Ngày đấy thì nó khá đắt, và thời điểm hiện tại vào cái lúc mình làm video này thì giá của nó hiện tại đang là 25 đô. Tiếp theo thì Maxi được reprint trong collection team của năm 2012 dưới dạng super rare, như trong hình các bạn đang thấy đây là mình sử dụng là Maxi Super. Maxi Super thì có giá rẻ hơn Maxi Series tất nhiên rồi. Tuy nhiên thì một năm trước đó thì giá nó cũng khá là đắt, rơi vào khoảng 20 đô, 15 đến 20 đô. Rồi tiếp theo đó thì là phiên bản Ultimate Rare trong Astral Pack. Thì nó được in Ultimate nên là giá của nó cũng là đắt so với bất kỳ một dòng card được in trong pack giải thưởng nào. Nó có giá lên đến 90 đô tính thời điểm hiện tại. 90 đô là rất là đắt cho một lá bài đúng không? Một lá bài rất hữu dụng như Maxi. Và sau đó thì Maxi lấy ở dạng Ultra Rare. Ultra Rare trong Legendary LC5D. Nó là Ultra Rare, thực ra mình đánh giá nó cũng không khác gì con Super Rare mấy đâu. Và sự thực thì nó là như thế. Giá thành của Ultra Rare thì nó cũng cao hơn Super Rare khoảng 1 đô. Hiện giờ thì Super Rare đang có giá 10 đô, 11 đô.
thì Ultra Rare của Maxi rơi vào tầm 12 đô trở lên. Và cuối cùng phiên bản gần đây nhất in trong năm nay, Maxi được reprint ở dạng Gold Rare để tiếp cận với người chơi dễ dàng hơn, bởi vì nó là một bài rất hữu dụng mà, và chúng ta có được nó khá là dễ dàng khi bằng việc bóc patch Gold. Maxi Gold thì thướt hơn, giá hơn so với phiên bản Super hay Ultra, thì giá nó sẽ rơi vào tầm 9 đến 9,5 và hiện giờ là 10 đô. Và chúng ta hoàn toàn có thể có được Maxi dễ dàng rồi, và không phải tìm những con Maxi như Maxi Secret như ngày trước nữa. Vậy bạn có sử dụng Maxi trong deck của mình không? Bạn đánh giá Maxi như thế nào? Quan điểm của bạn là gì khi mà bạn thấy Konami Semi Limit Maxi chỉ còn 2? Hay là bạn đã có Maxi Real cho mình chưa? Là Gold hay là Ultimate hay là Secret hay là bất kỳ variety nào khác? Bạn có thể chia sẻ quan điểm cá nhân của bạn về Maxi ngay dưới comment của video này để mình thu thập ý kiến của bạn và tiếp tục hoàn thiện trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi clip và mong các bạn ủng hộ mình trong những clip lần sau của mình. Xin cảm ơn.